Người ta vẫn thường nói, từ tình bạn có thể đi tới tình yêu, nhưng khi đã hết tình yêu, rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Một nữ tiếp viên hàng không bị người yêu cũ sát hại man dợ. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta hãy cùng đến với Hồng Kông vào năm 2013 để tìm hiểu về vụ việc này nhé. Trần Mạn Nghi, sinh năm 1987 tại Hồng Kông. Cô là một cô gái xuất chúng, đã khẳng định được điều đó từ khi còn nhỏ và tiếp tục trau dồi kiến thức tại trường trung học Tưởng Niệm Lâm Vũ, một cơ sở giáo dục danh tiếng thuộc hệ thống Anh giáo. Năm 2004, sự xuất sắc của cô còn được thể hiện qua việc giành được học bổng từ trường và bước chân vào Đại học Trung Hoa Hồng Kông, một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu khu vực. Trong thời gian học đại học, Trần Mạn Nghi nổi bật không chỉ bởi sự thông minh mà còn bởi nhan sắc quyến rũ. Nhiều bạn cùng lớp không ngần ngại bày tỏ rằng cô có vẻ đẹp tuyệt trần đến mức nếu không theo đuổi sự nghiệp tiếp viên hàng không thì thật là đáng tiếc. Điều này khơi dậy trong Trần Mạn Nghi một ý tưởng với một ước mơ mà cô quyết tâm thực hiện. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô vượt qua vòng phỏng vấn khắt khe của một hãng hàng không danh tiếng và thành công gia nhập Cathay Dragon. Với sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng, cô đã hoàn thành một khóa đào tạo chuyên nghiệp. Vào năm 2010, cô mới 23 tuổi, Trần Mạn Nghi chính thức trở thành tiếp viên hàng không, bước vào một cuộc phiêu lưu đầy hứa hẹn và thách thức. Trần Mạn Nghi, một cô gái là hình mẫu cho thành công từ rất sớm, đã chứng minh rằng không có giới hạn cho những ai có đam mê và quyết tâm. Cho đến khi cô chạm những bước chân tập tễnh vào con đường yêu đương với một chàng trai, anh tên là Mạc Tuấn Hiền, sinh ngày 4 tháng 11 năm 1987 tại Thẩm Quyến. Anh theo bố mẹ chuyển đến Hồng Kông năm 6 tuổi. Cha của anh ta là chủ một công ty vận tải Trung Quốc Hồng Kông, quy mô nhỏ. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ xếp gia đình anh ta vào dạng gia đình khá giả. Tuy nhiên, Tuấn Hiền không chăm chỉ học hành, chỉ thích ăn chơi. Anh ta mặc hàng hiệu, chi tiêu hào phóng và thường khoe khoang lịch sử tình trường. Hết cấp 3, Tuấn Hiền không muốn học đại học, cũng không muốn du học theo ý của bố mẹ mà đi làm. Và vào thời điểm đó, anh ta chỉ là nhân viên kinh doanh bất động sản sau khi tốt nghiệp. Thay vì trau dồi thêm kỹ năng cho bản thân, anh ta chỉ tận hưởng cuộc sống sa đọa hàng ngày, thích ghé qua hộp đêm và quán bar. Đồng thời lại rất tài tình trong giao tiếp với phụ nữ, và Mạn Nghi là một trong số đó. Tháng 11 năm 2012, Mạn Nghi và bạn bè của cô đang uống rượu và vui chơi tại Lan Quế Phường, Hồng Kông, thì Mạc Tuấn Hiền bị thu hút bởi cô gái mảnh mai, thanh tú, liền chủ động đến gặp cô và bắt chuyện. Chàng trai trẻ này ăn mặc rất phong cách và còn nói chuyện vô cùng hài hước nên chiếm được cảm tình của Mạn Nghi. Cuối cùng, men say đưa họ đến với nhau. Họ đã trải qua một đêm lãng mạn và ngày hôm sau, cả hai chính thức khẳng định mối quan hệ. Trong thời gian ngắn, hai người dọn vào sống chung. Không chỉ mỗi Mạn Nghi dành tình cảm cho Tuấn Hiền, mà ngược lại, anh ta cũng thường đón cô sau giờ làm việc. Thậm chí còn tỏ ra là người yêu ga lăng, lên kế hoạch tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Mạn Nghi và tặng trang sức đắt tiền. Cả hai cũng hay cùng nhau khám phá các điểm đến du lịch. Đối với những người xung quanh, cuộc sống của Mạn Nghi tràn đầy hạnh phúc. Tất nhiên, Trần Mẫn Nghi cũng rất quan tâm đến bạn trai. Mỗi lần cô bay đến một nơi mới, cô luôn tỉ mỉ chọn những món quà nhỏ để dành tặng cho người yêu. Cô biết rằng anh ta thích chơi golf nên thường chạy đến nơi mà anh ta đang chơi để cổ vũ, kể cả khi cô vừa hạ cánh máy bay và chưa kịp thay đồ. Cảnh tượng này khiến nhiều người chơi chung với Mạc Tuấn Hiền phải ngưỡng mộ và ghen tị. Tuy nhiên, chưa đầy một năm, vào tháng 9 năm 2013, cả hai trải qua một mâu thuẫn lớn và chấm dứt mối quan hệ
trong một tình huống không được đẹp đẽ. Chỉ sau 2 tháng, Mạn Nghi tìm thấy một người bạn trai mới tên Hồ Hoa Cường, một người đàn ông trung thực và có ước mơ cùng tiến tới hôn nhân. Anh ta làm công việc bán hàng cho một công ty điện tử tại Thẩm Quyến. Tình yêu giữa Mạn Nghi và Hồ Hoa Cường dù mới nảy nở nhưng lại rất sâu đậm. Biết bao dự tính cho tương lai, mọi hoài bão mơ ước của cả hai đang ngày đêm vun đắp thì bỗng vào một ngày mọi thứ sụp đổ. Thi thể bên trong tủ quần áo. Ngày 8 tháng 12 năm 2013, em gái của Mạn Nghi là Trần Mạn Trinh nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp của cô, cho biết vào ngày 4 tháng 12, Mạn Nghi không đi làm và cũng không xin phép, và công ty không thể liên lạc được. Trên thực tế, đã mấy ngày qua gia đình cũng không liên lạc được với cô. Lần cuối cùng Mạn Trinh gặp chị gái là ngày 4 tháng 12, khi mà chị gái chuẩn bị được nghỉ phép vào ngày 5 và 6. Ban đầu, cô nghĩ rằng chị gái sẽ đi chơi 2 ngày. Sau khi kết thúc làm việc vào ngày 4, thì trước đó, sáng ngày 4 tháng 12, khi Mạn Trinh rời khỏi nhà, Mạn Nghi vẫn chưa đi làm. Mạn Trinh còn hỏi thăm khi nào chị được nghỉ để đi chơi, nên cô cũng không thấy có gì ngạc nhiên. Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ công ty, cô mới nhận ra rằng điều gì đó không đúng đã diễn ra. Cô đã đi xem qua hành lý của chị gái, bởi hai chị em sống chung trong cùng phòng. Có một chiếc giường đôi và hai tủ quần áo tương ứng với đầu giường mỗi người một chiếc. Thông thường, hai chị em sẽ ngủ trên những chiếc giường riêng biệt và sử dụng tủ quần áo cá nhân, không có việc sử dụng chung một cách bừa bãi. Khi Mạn Trinh nhấc chiếc chăn bông ra khỏi giường của chị gái, điều xuất hiện trước mặt cô là bộ đồng phục tiếp viên, túi xách, giày cao gót và cả những món đồ khác của chị. Bình thường, Mạn Nghi không bao giờ nhét quần áo dưới chăn, chưa kể đến việc ai đó giấu giày cao gót dưới chăn. Mạn Trinh cảm thấy bắt đầu lo lắng và gọi người bố cùng tìm kiếm. Lúc 2 giờ 10 sáng, ông bố mở tủ của con gái ra. Ban đầu, thấy tủ quần áo của con gái lộn xộn, ông cũng không nghĩ gì, định bỏ đi. Nhưng khi ông cúi xuống nhặt hai bộ quần áo, ông hoảng hốt khi vô tình nhìn thấy một đôi chân người ngay bên trong. Người bố vô cùng hoảng sợ và nhanh chóng báo cảnh sát. Điều tra. Sau khi cảnh sát tới hiện trường và tiến hành kiểm tra, họ xác định người phụ nữ trong tủ quần áo là Mạn Nghi, người đã mất tích trong vòng 4 ngày, vẫn mặc đồng phục của hãng hàng không Dragon Air. Kiểm tra tử thi thì các nhân viên pháp y xác định thời gian tử vong là từ 3 tới 4 ngày trước đó. Cô có vết thương ở cổ và các vết chảy xước trên tay, chân, đầu gối. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở với tư thế đầu có phần kỳ lạ, lại có máu chảy ra từ mắt và miệng. Phía trên tủ quần áo, họ tìm thấy chiếc vali mà Trần Mạn Nghi dùng khi đi làm. Người sợ hãi nhất là Mạn Trinh, vì cô đã ngủ trong phòng trong vài ngày mà không phát hiện điều gì bất thường. Cũng hoàn toàn hợp lý vì vụ án xảy ra vào tháng 12, thời tiết khá khô ráo và thi thể phân hủy chậm, không có mùi khó chịu. Ngoài ra, còn có băng phiến trong tủ quần áo được dùng để ngăn muỗi, vì vậy cô em gái không để ý cũng là điều dễ hiểu. Sau khi cảnh sát nhận được tình hình, họ tìm đến Hồ Hoa Cường, bạn trai hiện tại của Mạn Nghi. Trong lúc thẩm vấn, anh ta nói đến Thẩm Quyến vào ngày 4 tháng 12 để giải quyết công việc. Tối đó có gọi điện thoại cho bạn gái nhưng không ai nghe máy. Sau khi cảnh sát xác minh lịch trình, Hoa Cường được loại khỏi danh sách nghi phạm. Còn với bạn trai cũ của cô, Mạc Tuấn Hiền, cảnh sát không thể liên lạc được với anh ta và cũng không có ai ở nhà. Sau khi kiểm tra giám sát căn hộ, họ phát hiện Mạc Tuấn Hiền thực sự đã đến thăm nhà Trần Mẫn Nghi vào ngày 4 tháng 12. Điều này rất phù hợp với thời điểm Trần Mạn Nghi bị sát hại. Vì vậy, cảnh sát xác định Mạc Tuấn Hiền là nghi phạm chính. Cảnh sát tiến hành điều tra lớn với Mạc Tuấn Hiền, người ta phát hiện anh ta là một tay chơi cờ bạc nổi tiếng và có những mâu thuẫn với Trần Mạn Nghi. Cụ thể, tháng 8 năm 2013,
Hiền từ chức tại công ty bất động sản, không còn thu nhập và nợ thẻ tín dụng vì tiêu xài vượt hạn mức. Bố mẹ Hiền biết con tiêu xài hoang phí nên chỉ cho một khoản trợ cấp nhất định hàng tháng. Không có tiền nhưng Hiền lại đam mê cá cược đua ngựa, dù lần nào cũng thua. Để trả nợ tín dụng, Hiền viện cớ vay mượn tiền của người thân bạn bè, đồng thời yêu cầu Nghi chuyển tiền với lý do cần xoay vòng vốn. Sau nhiều lần như vậy, Nghi bắt đầu nghi ngờ. Sau đó, ngày 4 tháng 9 năm 2013, Mạc Tuấn Hiền rủ Mạn Nghi đến khách sạn thân mật, sau đó hỏi vay tiền. Vì Mạn Nghi từ chối, Tuấn Hiền đột nhiên mất kiểm soát, xông tới bịt miệng bằng cách dùng tay ghì chặt cổ cô, đe dọa phải đưa tiền nếu không sẽ dùng hung khí sát hại gia đình cô. May mắn cô kịp báo cảnh sát và Mạc Tuấn Hiền đã bị bắt. Tuy nhiên khi đó, tòa chỉ ra phán quyết yêu cầu Mạc Tuấn Hiền nộp phạt 1.000 tệ, tức khoảng 3,4 triệu. Tịch thu điện thoại di động của anh ta một thời gian và ký hợp đồng hành vi trong một năm. Điều này có nghĩa là anh ta không được phạm tội trong vòng một năm. Loại hình phạt này không để lại tiền án và được coi là trừng phạt nhẹ nhàng. Cuối cùng, cả hai chấm dứt mối quan hệ. Trần Mạn Nghi cuối cùng đã nhận ra rằng Mạc Tuấn Hiền không phải người tốt và đề nghị cắt đứt liên lạc. Cô đã chặn hết các tài khoản mạng xã hội của gã bạn trai cũ tồi tệ. Tình tiết bất ngờ. Một người bạn của Mạc Tuấn Hiền tên là Tiên cho biết ngày 6 tháng 12, anh ta đến nói chuyện với cô ấy và cô ấy đã có thể nhận ra rằng anh ta không khỏe. Mạc Tuấn Hiền giải thích rằng anh ta cảm thấy lo lắng vì đã có một sự việc nghiêm trọng xảy đến. Lúc này, Tiên đã đoán nhiều lần nguyên nhân, nhưng Mạc Tuấn Hiền phủ nhận và sau đó cô ấy bình thản nói: "Đừng có nói là anh đã sát hại ai rồi đó nhé." Tiên thừa nhận đó là một trò đùa, chứ lúc đó cô cũng không hề nghĩ rằng những gì mà cô sắp nghe sốc tới mức nào. Anh ta đã không ngần ngại xác nhận câu hỏi của Tiên bằng một cách thú nhận mình đã gây án. Thậm chí anh ta còn nói cụ thể hơn là đã ra tay với bạn gái của mình. Lời khai của Tiên là mấu chốt để cảnh sát mạnh dạn triển khai những bước tiếp theo để bắt được nghi phạm. Cảnh sát phát hiện Mạc Tuấn Hiền thường chơi golf và đã tìm đến những người chơi cùng anh ta. Họ cho biết lúc 9 giờ tối ngày 5 tháng 12, anh ta đến sân golf nhưng nói rằng chân mình bị đau nên không thể ra sân. Tuy nhiên, một người đã thấy trên cổ anh ta có hai vết sẹo dài 5-6cm, trông như vết xước. Sau đó anh ta rời sân golf vào 11 giờ tối và biến mất. Trốn chạy cũng không thoát. Cảnh sát lúc này điều tra nguyên quán của anh ta và xác nhận Mạc Tuấn Hiền sinh ra tại Thẩm Quyến, Quảng Đông. Nên cảnh sát Hồng Kông yêu cầu cảnh sát Quảng Đông hỗ trợ tìm kiếm tung tích của anh ta. Sau đó, cảnh sát Hồng Kông trao thưởng 300.000 đô la Hồng Kông, tức hơn 930 triệu đồng, để bắt Mạc Tuấn Hiền. Đồng thời, đề nghị cảnh sát hình sự quốc tế Interpol mở cuộc săn lùng hắn trên toàn thế giới. Nhưng rất tiếc, anh ta đã nhanh tay cắt đứt liên lạc với gia đình và trốn vào đất liền hoàn toàn, bặt vô âm tín trong suốt 3 năm. Năm 2017, đội đặc nhiệm của cảnh sát Quảng Đông cuối cùng cũng tìm ra manh mối về Mạc Tuấn Hiền. Khi này, anh ta có bạn gái mới và sống ẩn thân tại nhà bạn gái. Năm 2015, khi bạn gái sinh con trai, Mạc Tuấn Hiền đã thú nhận là kẻ sát nhân với cô bạn gái. Thế nhưng, thay vì báo án để cho kẻ thú ác chịu trừng phạt, thì cô quyết định giấu điều đó để cho con mình có một người cha. Nhưng vì gia đình ngăn cản, cuối cùng họ vẫn chia tay. Sau đó, Mạc Tuấn Hiền dùng tên giả đi làm thuê, tán tỉnh một cô chủ tiệm làm tóc. Cô này gửi ảnh của Tuấn Hiền cho bố cô. Không ngờ, ông nhận ra là tội phạm đang bị cảnh sát Hồng Kông truy nã, nên bí mật trình báo. Và chỉ vài ngày sau theo dõi, cảnh sát chính thức bắt giữ thành công Mạc Tuấn Hiền tại một thẩm mỹ viện ở Thẩm Quyến vào ngày 29 tháng 10. Sau khi thẩm vấn, Mạc Tuấn Hiền thú nhận đã sát hại bạn gái cũ và giấu thi thể cô tại Hồng Kông. Anh ta được bàn giao cho cảnh sát Hồng Kông. Cuối cùng, kẻ sát nhân đã bị đưa ra công lý sau 3 năm lẩn trốn. Trong quá trình thẩm vấn, Mạc Tuấn Hiền đã nói dối không ít lần để tự bào chữa. Anh ta cho rằng Trần Mẫn Nghi đã mời mình đến nhà để lấy quần áo mùa đông.
và điều đó khiến anh ta nghĩ rằng mình vẫn còn hy vọng. Anh ta van xin Trần Mạn Nghi với lời hứa sẽ cư xử tốt hơn và cô đồng ý. Anh ta nói trước tòa thêm rằng lúc đó chúng tôi quay lại với nhau và cô ấy gọi điện đến công ty để xin phép vào ngày 4 tháng 12 để có cuộc hẹn vào buổi tối. Khi cô ấy vào phòng tắm, tôi lén đọc tin nhắn trên điện thoại và tôi phát hiện đó là cuộc trò chuyện giữa cô ấy và bạn trai mới Hồ Hành Thiên. Tôi rất tức giận nên đã cãi nhau với cô ấy. Cô ấy thậm chí còn thừa nhận đã lừa dối tình cảm của tôi và lăng mạ tôi rất nhiều. Do không kiềm chế được hành động nên tôi vô tình làm cô ấy ngạt thở. Tôi đã cố gắng cứu cô ấy nhưng không được, và vì quá sợ tôi giấu cô ấy trong tủ và bỏ trốn. Nhưng thực sự đó là những lời biện bạch đầy dối trá. Tất nhiên không thể qua mặt được những người cảnh sát. Họ nhìn thấy vụ án như được Mạc Tuấn Hiền lên kế hoạch một cách có tổ chức và bài bản, chứ không hề giống ngộ sát. Cảnh sát phát hiện rằng sau khi chia tay bạn Nghi, anh ta tức giận vì cô ấy cắt đứt mọi liên lạc, thế nên đã tạo ra tài khoản mới bí mật theo dõi động thái của cô. Và biết rằng cô ấy đã có tình yêu mới, anh ta lên kế hoạch để thực hiện tội ác theo kiểu ăn không được thì đạp đổ. Sau khi xét lịch làm của Nghi, biết cô có chuyến bay vào chiều 4 tháng 12, Hiền đến vào trưa hôm đó. Anh ta đến bấm chuông nhà bạn Nghi lúc sáng sớm. Khi cô mở cửa cho anh ta lao vào, ngay lập tức khống chế ép cô gọi công ty xin nghỉ. Lúc đó, hãng hàng không cũng ghi âm đơn nghỉ phép của cô. Sau khi nghe đoạn ghi âm của chị gái, Mạn Trinh nhận ra giọng nói nó trong đoạn ghi âm có vẻ run rẩy, không tự nhiên cho lắm. Có thể cô bị ép buộc. Mạc Tuấn Hiền hy vọng có thể hàn gắn mối quan hệ, nhưng Mạn Nghi không muốn làm điều đó và cô sợ rằng việc ở bên nhau có thể đe dọa tính mạng cô, đặc biệt là sau khi cô suýt mất mạng bởi anh ta. Trong khi đó, Mạc Tuấn Hiền lộ ra tính cách tàn ác. Anh ta dùng chiếc khăn lụa trên đồng phục của cô buộc chặt vào cổ Mạn Nghi và cuối cùng làm cô ngạt thở. Sau đó, biết ngoài hành lang có camera giám sát, không thể đưa thi thể phi tang, lại sợ gia đình Nghi đột ngột trở về, nên anh ta bắt đầu ngụy tạo hiện trường giả, bỏ đồng phục, giày, túi sách của cô vào trong chăn, giấu vali ở góc trên cùng của tủ, rồi đặt thi thể của Mạn Nghi vào trong tủ bằng quần áo. Trước khi rời đi, anh ta còn lấy điện thoại di động và thẻ ngân hàng của Mạn Nghi để đi chơi bóng rổ, tụ tập bạn bè ở quán bar. Sau khi xóa hết thông tin trên điện thoại, anh ta bán nó với giá 1.200 tệ. Cuối cùng, anh ta lấy 100.000 tệ tiền mặt của bố mẹ và bỏ trốn. Có thể nói anh ta đã thực hiện những hành động này một cách có kế hoạch và không hề hoảng sợ. Trong một buổi tâm sự với người bạn tên là Tiên, anh ta thú nhận đã muốn sát hại Trần Mạn Nghi từ lâu và Tiên sau đó cũng làm chứng trước tòa. Sau 4 giờ nghị án bồi thẩm đoàn, tuyên Mạc Tuấn Hiền tội sát hại người với tỷ lệ 6 đồng ý và 1 không đồng ý và kết án anh ta chung thân. Mạc Tuấn Hiền không hài lòng và kháng cáo vào năm 2020, nhưng kháng cáo này bị bác bỏ. Khoảng thời gian từ lúc có quyết định thi hành án tới lúc kháng cáo diễn ra tận 7 năm, nhưng xem ra tên Mạc Tuấn Hiền này vẫn không có chút ăn năn. Một người bạn của Mạn Nghi cho biết, suốt những năm qua, cô vẫn luôn hy vọng vụ án sẽ sớm được phá giải, hung thủ sẽ phải đền tội. Giờ đây, cô vô cùng biết ơn cảnh sát và các cơ quan điều tra chức năng đã giúp gia đình, người thân của nạn nhân phần nào được nguôi ngoai nỗi đau. Dù vụ án đã khép lại, nhưng có thể thấy Mạc Tuấn Hiền là một người đàn ông và cũng là cha của một đứa trẻ. Nhưng xem ra anh ta đúng là chưa trưởng thành, bởi căn bản của một người đàn ông trưởng thành là bao dung, chín chắn, bản lĩnh, biết nhận lỗi, tìm cách để sửa lỗi. Tất cả những yếu tố trên đều không có ở anh ta. Đáng tiếc, Mạn Nghi không thấy được bộ mặt của anh ta sớm hơn để phải nhận cái kết cục thê lương như vậy. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.